Kính chào các quý ông bà các bác đã quay trở lại với kênh Lang Thang Nha Trang. Dạ thì hôm nay là con cùng với ba của con sẽ tiếp tục cuộc hành trình rong ruổi khắp các nẻo đường thành phố Nha Trang để gửi gắm những món quà yêu thương đến những cụ bà và đặc biệt là những người khuyết tật. Dạ thì hôm nay là con được sự gửi gắm của cô Wendy Phạm để gửi những món quà yêu thương cho đến cụ bà và những người khuyết tật ở Nha Trang. Dạ thì những việc làm phước đức ngày hôm nay là con sẽ hồi hướng công đức đến cụ bà là mẹ của cô Wendy Phạm. Dạ con chúc bà sống mạnh khỏe, thọ tỷ năm sơn. Dạ thì con đang đứng ở đây là biển Ba Làng. Và hồi nãy con đi ngang qua đây thì con cũng đã thấy một cụ bà bán bắp đang bán ở phía đằng kia, và con định là sẽ đến đó và gửi những món quà yêu thương đến cho bà. Dạ cô ơi, con gửi cô xe của ba con để cô coi nhờ nha cô. Nhờ gì con? Dạ con gửi xe của ba con cho con cho cô con. Dạ con cảm ơn. Dạ xin được kính chào quý vị cùng quay trở lại với kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Hôm nay em và con trai sẽ đi rong ruổi khắp các ngã đường ở thành phố Nha Trang để đi tìm những người vất vả lao động để mà mưu sinh đó quý vị. Đặc biệt là những cụ già hoặc là những người bị khuyết tật. Và hôm nay em được sự gửi gắm của chị Wendy Phạm ở bên Mỹ. Chị có gửi về cho em một số tiền và sẽ đi giúp đỡ những người có hoàn cảnh như vậy. Và phước đức của ngày hôm nay thì xin phép được hồi hướng công đức đến với lại cụ bà là mẹ thân sinh của chị Wendy Phạm. Chúc bà mau hồi phục sức khỏe, phước như Long Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Kính thưa quý vị, đây là nhà thờ Ba Làng. Nay là buổi tối rồi cho nên không có lên đèn, nhìn cũng khá là tối. Đặc biệt là ban ngày đó quý vị, với một cái ánh mặt trời chiếu vào đây thì nơi đây thật sự là rất là đẹp luôn. Bye ba. Con tới con gặp bà đi. Cái này là đường Cách Mạng 1 tháng 11 ngày xưa. Và đây là đường Mai Xuân Thưởng hiện nay. Đi một đoạn thôi là tới trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế. Dạ con chào ba. Dạ thì dạ hôm nay là con thấy trời cũng đã tối rồi mà bà vẫn bán đây hả? Dạ. Dạ thì hôm nay là con được sự gửi gắm của cô Wendy Phạm gửi đến bà những món quà yêu thương. Dạ. Làm như là cái gì đây? Dạ. Dạ thì bà có khỏe không bà? Bà đông và bà nhé. Dạ. Dạ vậy con mong là bà sẽ mau chóng khỏe mạnh và khỏi bệnh. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn con. Dạ thì hôm nay là được sự gửi gắm của cô Wendy Phạm thì con xin gửi đến cho bà 200.000 đồng. Trời ơi, chị tội quá. Dạ. Dạ cảm ơn. Thôi ra con ăn con bắp đi. Dạ, dạ thôi được rồi con để. Bắp khoai đi. Dạ thôi được rồi để bà còn bán nữa. Thôi không sao hết, ăn đi. Dạ, dạ để bà còn bán nữa. Hỏi bà bán được không? Bữa giờ bán được không? Không có bán được đâu, cứ bên kia đô thị nó đuổi nó dí miết, bây giờ lại chạy qua đó đây. Từ chiều giờ chạy không biết bao nhiêu lần á. Hỏi bà nhiêu rồi? 84 rồi. Wow, bà rồi. Dạ, đâu có lung dạ, quá nhìn 84 mà nhìn bà vẫn khỏe mạnh. Khỏe mạnh. Dạ. Cảm ơn con nhé. Dạ. Dạ con xin gửi với bà. Thôi bà cảm ơn con nhiều nhé. Tội. Rồi. Dạ. Dạ thôi con chào bà, con chúc bà một buổi tối mình có thể buôn bán cho nó khá khẩm hơn một chút rồi ạ. Rồi cảm ơn con nghe. Dạ. Lâu lâu thì ghé lại chơi với bà. Dạ. Dạ con chào bà. Để bà chào con nghe. Bắp của bà đi, cô đừng bà bán cái gì đây. Dạ. Nói đi bà ơi cho con quay. Dạ bà ơi cho con. Rồi. Dạ cho con xin phép nha mẹ. Dạ. Dạ đây kính thưa quý vị, cái hàng bắp của cụ bà ở nơi đây. Bà 84 tuổi rồi. Bán bắp nướng với lại khoai lang nướng thưa quý vị.
Cái này là bà ở đây có ai dọn hàng cho bà không? Ở đây bà chập này bà nhờ người ta chở qua. Là nhờ người ta thôi, không có con cháu gì hả? Không, con cháu nó mắc công cái chuyện con, nó nhỏ quá. À, bà có nuôi ai không? Có chứ, nuôi cả nhà 5-6 người luôn. Wow. Một mình bà nuôi cả nhà. Đây cứ một cái gánh này đây, chết đói luôn ấy, chứ cứ bán được ấy thì mới có ăn, còn không được thì cứ thiếu lên hụt xuống miết à. Dạ. Bà tới Nha Trang này khi nào? À, tới đây lâu rồi, nhà quê hương bà đây mà. À, vậy bà là người ở đây luôn hay sao? À, đây. À, bà là bà ngồi bắt di cư vô đây 5 năm 4 hả bà? Không có, hồi ấy ba má là tập kết. À, à, bây giờ về lại quê hương mình. À, à. Bây giờ ông bà mất hết rồi, còn thì mình phải bươn chạy thôi. Dạ. À. Thôi cố gắng nha bà nha. À, bà dạ rồi, chúc bà nhiều sức khỏe. Rồi. Dạ. Xin được thay mặt chị Wendy Phạm bên Mỹ, à, chúc bà nhiều sức khỏe, bình an và buôn may bán đắt. Rồi, cảm ơn con nhé. Rồi, con chào bà. Đây, bà đi đây. Đi. Dạ. Dạ, con chào bà. Bà chào con nha. Dạ. Đây là biển Ba Làng vào buổi tối thưa quý vị. Nhìn rất là thơ mộng. Nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Bà biết cái chỗ này không? Chỗ đây là biển Ba Làng nè. Ngày xưa ông hai của ba, ông hai của ba là anh ruột của ông nội á, là học ở trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế nè. Sau đó là ông hai của ba ra trường rồi đóng quân ở trên Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột á. Hồi đó ông hai của ba cũng làm cấp bậc sĩ quan. Bây giờ thì em đang di chuyển về hướng biển Hòn Chồng. Ở đây buổi tối tập trung rất là đông những du khách nước ngoài, có người Nga và có người Trung Quốc. Và cái khu này gần như là cái khu trung tâm của phía Bắc đó quý vị. Dạ, và tới đây đó là biển Hòn Chồng rồi. Biển Hòn Chồng vào buổi tối rất là đẹp. Bây giờ thì em sẽ đi qua phía bên đường Đặng Tất. Ngày xưa là đường Trinh Vương. Tại vì cái con đường này cũng có nhiều cái nhà hàng và nhiều cái quán ăn, và có thể là bắt gặp được nhiều người bán hàng rong hoặc là bán vé số đó quý vị. Đường Trinh Vương với đường Hoàng Chồng là một trong những cái con đường đông đúc náo nhiệt vào buổi tối của khu vực phía Bắc này. Ở Nha Trang thời gian gần đây đang làm gắt gao cái vỉa hè, cho nên là không còn nhiều những người bán hàng rong hoặc là những người buôn gánh bán bưng. Và hôm nay thì em chỉ hướng đến những người có tuổi thôi. Những người trẻ tuổi thì xin phép được chờ duyên sau. Đây là chỗ nhà hàng Alai Buffet nè quý vị, nổi tiếng lắm, ngon lắm. Còn đây là ngôi trường Hoàng Văn Thụ, ngày xưa là trường Trinh Vương. Cái video trước em cũng đã tập trung ra khu vực phía Bắc
để tìm kiếm những người lao động nhưng mà hầu như không có. Bên đây có một chị hay là một cô gì đó, em đang quan sát xem sao. Chỉ có những người đi lượm ve chai mà giờ này còn rong ruổi ngoài đường thì họ mới chịu thương chịu khó. Còn giờ này thì một số bà con đang tập trung ở khu vực ngã 6, ngã 7 cũng đông lắm quý vị. Này con. Dạ. Dạ con chào bà. Dạ dạ hôm nay là con thấy là bà cũng trời cũng đã tối mà bà vẫn đi nhặt rồi lượm những cái đồng ve chai á, là con dạ cho con hỏi bà có khỏe. Con dạ. Đây là con. Sao con? Dạ bữa giờ bà đi nhặt là bà có nhặt được nhiều cũng lay lắt qua ngày à con à? Dạ. Dạ thì hôm nay là được sự gửi gắm của cô Wendy Phạm. Dạ thì con chúc bà được một buổi tối vui vẻ và con mong là sau này là bà có thể trang trải được cuộc sống của mình. Dạ. Cảm ơn con. Dạ được sự gửi gắm của cô Wendy Phạm con gửi cho bà 200.000 đồng. Chúc bà một buổi tối vui vẻ. Cho bà ngoại gửi lời cảm ơn cô nha. Dạ. Rồi cảm ơn con luôn. Dạ con cảm ơn bà. Rồi cảm ơn con rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn con. Dạ con chúc bà một buổi tối vui vẻ và có thể trang trải được cuộc sống thường ngày. Dạ. Rồi, cảm ơn con nha. Dạ con cảm ơn bà. Rồi cảm ơn rất là nhiều. Dạ chào bà. Rồi cảm ơn con. Chúc bà một buổi tối vui vẻ. Dạ. Dạ. Chào cô nha cô. Dạ chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ con chào bà. Sắp tới là đoạn ngã ba giữa đường Đặng Tất, đường Trinh Vương cũ giao với lại đường quốc lộ 1 Bắc, đường 2 tháng 4 bây giờ. Buổi tối thì ngay góc đường này nè quý vị, có một cái quán bán mì Quảng rất là nổi tiếng từ lâu rồi. Và nhiều bà con ở Nha Trang cũng hay ghé qua đây thưởng thức. Đó là mì Quảng Đá Chẹt. Và cái khu này thì rất là gần với lại nhà thờ Bethlehem của ngày xưa là cô Nhi Viện. Và phía bên kia đó là nghĩa trang Phật giáo. Góc bên đây là mì Quảng Đá Chẹt nè quý vị. Rất là nổi tiếng và bây giờ này thì quan sát thấy bên trong bán hết rồi. Bây giờ thì ba sẽ giới thiệu cho ba một cái vị trí xưa tại thành phố Nha Trang nha. Bây giờ thì con nhìn thấy một cái hiện trạng đẹp đẽ khang trang của thành phố. Tuy nhiên thì cái chỗ này thì mang rất nhiều hoài niệm của những ông bà hoặc là những cô bác ngày xưa đó. Đây là đường Hồng Chồng. Ngày xưa mà muốn tới Hồng Chồng á là chỉ có đi cái con đường này thôi. Đường quốc lộ ngày xưa thì cũng không có được rộng rãi cũng như là chán nhựa như thế này đâu, cũng ổ voi ổ gà nhiều lắm. Đi tới đây thì tới cái con đường đất, ngày xưa ở đây là đường đất thôi, là mới băng ra được chỗ Bãi Dương là Hòn Chồng đó. Rồi cái chỗ mà cái ngôi trường dân tộc nội trú bây giờ nè, ngay cái góc đây nè, ngày xưa đó là cô Nhi Viện, nhà thờ Bethlehem đó. Cô Nhi Viện Bethlehem là ở trong này, là nuôi những người mồ côi đó. Còn cái phía bên đây nè, phía bên đây người ta bây giờ gọi là Lầu Bảy. Và ngày xưa cái chỗ đây là nhà khu nghĩa trang,
khu nghĩa trang của Phật giáo. Sau đó là người ta mới di dời cái nghĩa trang này ra phía ngoài đèo Rù Rì đó, rồi thành lập ra một cái khu dân cư. Mà trước khi thành lập khu dân cư á, là người ta làm giống như là cái ruộng bậc thang đó, nó đến 7 bậc, cho nên người ta gọi là lầu 7. Sau đó mới thành lập ra khu dân cư như bây giờ. Quý vị thấy buổi tối có rất nhiều người ngồi tập trung ở nơi này, để một phần là chờ được ai đó mời ăn cái gì đó quý vị. Những người vậy thì em cũng không có hướng tới, em chỉ hướng tới những người chịu khó lao động thôi. Ba ơi, qua tặng cho bà đây nè con. Con cầm theo cái này nè. Đội mũ luôn chứ mà. Đội mũ ra. Rồi đi đi con. Đi ngõ bên đây. Đi đi. Dạ. Dạ con chào bà. Dạ chào. Dạ không biết là hôm nay là bà nhặt được cái nhiều không ạ? Dạ bây giờ con chạy cháu đi luộm cho chai mua sữa cho cháu nó uống. Chứ hồi giờ mẹ nó chết rồi, còn ba nó ở tù. Thành ra bây giờ đi xin sữa, đi xin luộm cho chai, có người ta cho sữa, có người ta cho tiền. Rồi xong mua sữa cho cháu nó uống, đi luộm cho chai. Đi luộm ban ngày không có cho chai, luộm ban đêm không à. Ban ngày cảm ơn cháu. Dạ không biết là hôm nay bà có khỏe không ạ? Dạ khỏe, đẩy cháu nó đi. Cháu nó mới có 18 tháng à. Dạ. Anh nằm anh ngủ mới có 18 tháng à. Đi xin sữa rồi luộm với chai nữa. Anh ta cho thùng đồ, người ta cho đem về bán kiếm tiền mua sữa cho cháu nó uống. Dạ thì hôm nay là được sự gửi gắm của cô Wendy Phạm. Dạ. Dạ thì con xin phép được gửi đến bà 200.000 đồng. Chúc bà được một buổi tối vui vẻ. Cô quý quá cháu ơi. Cho 200.000 quý lắm, để mua sữa cho cháu nó uống quý lắm. Chứ không cho giá đó đâu, cho 20 không à. Rồi quý cho 200.000 là quý hùng mỡ, quý cuộc đời của bà lắm á. Dạ. Cảm ơn dạ, cháu nhiều. Dạ nhé. Con gửi đến bà 200.000. Chúc cảm bà ơn. Buổi tối vui vẻ. Dạ cảm ơn cháu nhiều. Dạ. Chúc cháu mạnh khỏe. Dạ con chào bà. Dạ cảm ơn cháu. Dạ. Dạ thì hoàn cảnh của bà là bà là bây giờ là cũng đã tối rồi mà bà vẫn phải đi nhặt ve chai để có những đồng tiền ít để nuôi một em bé 18 tháng thôi. Mẹ của em thì chết, còn ba của em thì đi tù. Dạ thì con cũng thấy rất là thương và tội cho cái hoàn cảnh của bà. Con chào cô. Dạ cháu mạnh khỏe. Dạ con chào bà. Dạ. Dạ con chào bà. Dạ rồi, chào cô nghe. Tiếp tục là di chuyển đến với lại cái trục đường này đó quý vị. Nơi đây là gần với lại cầu Sấm Bóng. Và ở đây là gần với lại cái một con dốc đi lên cái đồi La San của ngày xưa. Bây giờ là thành cái ngôi trường Đại học Nha Trang rồi. Dạ thì hôm nay là cũng đã tối rồi mà dạ bây giờ là ông mới dọn hàng đi về hả? À, giờ là mới dọn hàng về bán giờ mới về. Dạ dạ thì hôm nay ông có khỏe không? Hôm nay khỏe. Bán bông bóng với chồng chống. Dạ ông bán với bông với chồng chống hả? Bông bóng chồng chống ở bên Nha Trang á. Giờ đây ngày kiếm 50, 40, 50, 60, 70. Dạ. Còn đó. Dạ. Dạ thì hôm nay là được sự gửi gắm của cô Wendy Phạm. Thì con xin gửi đến ông 200.000 đồng. Chúc ông một buổi tối vui vẻ. Dạ. À,
Xin cảm ơn, chúc cô chúc cô làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn, chúc cô có một niềm vui phấn khởi. Xin cảm ơn cô rất nhiều. Rồi. Dạ, cảm ơn ông. Dạ. Dạ, con chúc ông một buổi tối vui vẻ. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, ông già. Dạ. Dạ, chào ông. Cô làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn. Rồi. Dạ. Có niềm vui phấn khởi, vui vẻ. Rồi. Dạ, chào ông. Ok. Dạ, dạ con chào ông. Chào. Được khó không? Dạ. Được khó không? Dạ, dạ mình đến xe đến nhà. Chào. Dạ. Ai mua đâu? Ai mua đâu? Dạ. Ai mua đâu? Dạ. Quay đi, tao thử, tao lấy shipper mà. Ôi, tao làm mấy mà. Đi, rồi kịp vô. Kẹp cháu em, kẹp cháu. Dạ, đi nha. Ở túi. Dạ. Giùm mấy đó 42 con. Con. Dạ con chào ông. Chào chi? Đưa cho tôi quậy không? Dạ. Cho gì đây? Dạ, dạ cái này là để mình nói á. Dạ. Nói chuyện với ông đi. Nói chuyện ông ấy, nói chuyện đi. Dạ hôm nay ông khỏe không? Cũng được. Dạ cũng được. cũng được. Nói chuyện. Quậy mấy đó 42. Tặng tiền ông trước rồi cho ông mừng ơi. Dạ. Dạ thôi con gửi tiền ông trước nha. Ủa, cảm ơn ông. Nói chuyện với ông đi. Có tiền ông chứ. Rồi. Dạ. Ở gì ông nói đó. Dạ. Cảm ơn. Mai ông bán được không ạ? Cũng được. Ơ còn vô đây. À, dạ còn vô đây hả? Ừ. Sao? Dạ ông nhiêu tuổi ạ? 42 tuổi. Dạ 42 tuổi. Dạ thì ông. Ông 42 tuổi. Ông 92 á, nói ông dập thuốc đi để hút thuốc ảnh hưởng sức khỏe. Đấy không? À, đấy không? Đấy ông quậy đi. Dạ, dạ thôi được rồi, để ông còn bán nữa. Dạ thì hôm nay là được sự gửi gắm của cô Wendy Phạm. Con gửi ông 200.000 đồng về. Chúc ông một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn con. Dạ. Dạ, cảm ơn ông. Dạ, con chúc ông mạnh khỏe nha. Được ạ, rồi ạ. Dạ. Chúc cháu. Dạ. Chúc cháu. Dạ, okay. Chúc cháu lớn lên mồi có vợ. Sao ông nói con như vậy? Dạ, ông nói là chúc cháu lớn lên mồi có vợ. Vậy đó hả? Ông vô tính đó chứ. Ông vô tính không? Chưa có. Không biết ông chưa biết ông chưa rành á, làm hỗ trợ cho ông mà. Ông năm nay nhiêu tuổi rồi anh? Anh tám mấy á? Chắc 82 á, chắc 82 tuổi á. 82 con. Dạ, ông nói 42. 82 tuổi ông sao? Nhiều khi ông nói ông sinh năm 42 đó. À, nói ông nói 42 là ông sinh năm 42 đó ha. Cảm ơn bác đi. Dạ, cảm ơn bác. Rồi đi. Dạ, chào bác. Dạ, kính thưa quý vị, một người bác bán vé số và có vẻ như bác này cũng lụm khụm rồi, nhiều khi cũng bị lãng tai đó quý vị. Bác thì có thể là sinh năm 42. Đây là đường Nguyễn Thái Học, hướng đi về phía cổng chào Chợ Đầm đây quý vị. Như quý vị thấy bác cũng có tuổi rồi mà vẫn còn đi bán vé số vào buổi tối. Giờ này thì có nhiều người lựa chọn là ngủ nghỉ ở phòng trọ hoặc là ngủ nghỉ ở nhà rồi. Tại vì tuổi của ông mà đi bán đêm cũng nguy hiểm cho ông đó. Đây là phố đêm ở Chợ Đầm. Như em đã nói thì thời gian gần đây lực lượng chức năng làm gắt gao cái vỉa hè, cho nên là không còn nhiều các hàng quán cũng như là hàng rong buôn gánh bán bưng ở dọc vỉa hè này.
Ngay góc chợ Đầm này thì có rất nhiều đồ ăn ngon để quý vị có thể lựa chọn. Góc bên đây là bán bánh canh đường Chân Nữ Vương nè, có bánh mì. Góc bên kia là có bán cháo lòng nữa, người chốc chỗ Lê Lợi với Nguyễn Du đó, nhưng mà bây giờ thì không có thấy dọn hàng ra bán. Còn vòng vòng ở đây là có bán xôi, bán phở, bán hành thánh, bánh bao và bán đồ khô. Đây là đường Phan Bội Châu. Đường Phan Bội Châu thì góc này buổi tối rất là vắng và cũng không có sáng sủa. Ban ngày thì rất là đông đúc náo nhiệt thưa quý vị. Tại vì ban ngày thì các ngã đường ở đây thì cũng có thể đổ về chợ Đầm, và đường này thì lúc nào cũng đông đúc. Ngã tư Phương Câu, Xuân Trung, Độc Lập và Phan Bội Châu. Góc này thì có rất nhiều hoài niệm của bà con mình. Ngày xưa thì ngày xưa là cái đường này là đường Phan Bội Châu, rồi hướng chợ Đầm, rồi phía bên kia là đường Độc Lập. Bây giờ đường đó là đường Thống Nhất đó. Thì ngày xưa ở Nha Trang mình á, chỉ có hai cái con đường này là luôn luôn sáng đèn thôi, và là cái con đường sầm uất và náo nhiệt nhất, gọi là trung tâm của thành phố Nha Trang là ở hai cái con đường này, thời mà ông nội còn đi lính á, thời trước năm 1975 á con. Nhờ đi với ba mà con mới biết được nhiều hơn về Nha Trang ngày xưa. Nha Trang ngày xưa đẹp lắm, bây giờ thì bê tông hóa, nhìn nó vậy thôi chứ không có còn thơ mộng. Ở Nha Trang mình ở Khánh Hòa đó, gọi là miền Thùy Dương Cát Trắng nha. Bữa sau mình đi học mà có làm văn, là cô giáo có hỏi á, thì con cứ nói Nha Trang là miền Thùy Dương Cát Trắng, là bảo đảm mấy đứa bạn còn vừa là cô giáo cũng sẽ nể phục mình đó. Bây giờ riêng con này, con tới con tặng cho bà ngoại Thạnh. Con tặng một hoàn cảnh thôi cho bà ngoại Thạnh nè. Xuống đi. Bà ngoại Thạnh là bà đội mũ á. Đây con cầm cái này đi. Đây nè. Rồi, tới tặng riêng bà ngoại Thạnh đi. Dạ con chào bà. Dạ bây giờ là bà vẫn còn đang bán được rồi. Sao con? Kẹo á. Dạ, dạ bây giờ là bà đã dọn hàng rồi bà. Ừ, ba bạn xong rồi. Dạ. Ừ. Dạ, không biết là bữa giờ bà có khỏe không? Ừ, ba khỏe. Dạ. Cảm ơn con. Dạ, con chúc bà buôn may bán đắt nha. À, giỏi quá. Dạ, thì hôm nay là được sự gửi gắm của cô Wendy Phạm, thì con gửi đến bà 200.000 đồng. Vậy hả? Dạ, chúc bà một buổi tối vui vẻ. À, bà cảm ơn nhiều lắm nghe. Dạ. Dạ, tay bà sao rồi bà? Tay bà bị gãy. Gãy 2-3 tháng rồi mà chưa lành nữa con. Ba đi bằng chuỗi, ba xét còn một tay à, con một tay đâu. Dạ. Con là con gì ba con, ba con mà lời hả? Hay sao? Dạ, dạ ba con là lời. Cái dễ thương mà đẹp gãy quá. Dạ, cảm ơn bà. Dạ con chúc bà mau sớm khỏi bệnh. Chúc bà mau khỏe nha, ba đi bạn nha. Dạ, dạ con chào bà. Con giọng lời quá. Em hả? Giống đứa. Đẹp gái quá, học lớp mấy rồi con? Dạ con học lớp 6. Lớp 6 hả? Dạ. Chứ bà đồ con ngày nay con nói được nha. Dạ. Muốn cộng hai phân số nha, không cùng mẫu số thì ta làm sao? Dạ ta quy đồng mẫu rồi sau đó ta cộng tử. Quy đồng là sao nữa? Dạ ta quy đồng mẫu xong rồi ta lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. Cho giỏi quá, đúng rồi, đúng quy tắc. Giỏi trắng bàn quá, giỏi ghê. Bà ngày xưa là giáo viên đó. Dạ. Ba dạy học 34 năm á. Dạy cấp 1 á. Dạ, bà là giáo viên. Dạy cấp 1. Dạ, thôi con chào bà. Thôi con cảm ơn con nhiều lắm nha. Dạ, con chúc bà một buổi tối vui vẻ. Dạ. Rồi con đi nha cô. Con đi rồi. Cảm ơn lại nha. Dạ rồi, con chào cô nghe.
Dạ kính thưa quý vị, ở ngay góc này á thì em quan sát chỉ có cô Thạnh, cô giáo Thạnh đó là chịu khó xách từng bị chuối đi bán thôi. Còn bao nhiêu thì ai cũng ngồi một chỗ. Và ngoại Thạnh thì cũng vừa mới bị gãy tay xong, cách đây cũng 2-3 tháng rồi. Bây giờ thì vẫn cố gắng mưu sinh, nhưng mà thực chất thì sức khỏe cũng không có được ổn định đâu. Bà ngoại hồi nãy là ngày xưa là giáo viên đó con. Học sinh của ngoại á, bây giờ cũng tầm 50 mấy 60 tuổi rồi đó. Dạ kính thưa quý vị, đây là đường Quang Trung. Và đoạn này thì rất gần với lại rạp cine Tân Quang của ngày xưa. Và cái khu này từ xưa tới nay vẫn được gọi là khu Tân Quang đó quý vị. Buổi tối khu Tân Quang bán rất nhiều những hàng ăn hàng uống. Đặc biệt là buổi tối thì góc này có bán cháo giò. Bán cháo giò ngon lắm và đông đảo bà con tới đây thưởng thức lắm. Đây là đường Lý Thánh Tôn. Và ngay cái góc mũi tàu này nè quý vị, ngày xưa là cái chỗ sửa xe Văn Lương. Rồi bên cạnh đó là Pizza Thảo. Đoạn đây là nhà máy đèn, bây giờ là công ty điện lực. Bùng binh giữa đường Dẹt Sen, đường Quang Trung. Còn cái chỗ đây nè con trai, cái chỗ đây là khách sạn Florida hiện nay nè. Chỗ này ngày xưa là rạp cine Tân Quang đó. Ngày xưa á, là trước năm 75 là rất nhiều những ông bà, cô bác đều biết đến nơi này. Và có rất nhiều những kỷ niệm của mình khi ngày xưa ông bà cô bác vào đây coi cải lương, coi phim. Và đặc biệt là sau thời năm 75 á, là ông nội với bà nội, ông nội lúc đó đạp xích lô ha, chở bà nội rồi chở ba, chở bác hai đi tới đây coi phim. Cái thời mà ba còn nhỏ hơn con nữa. Đây là đường Lý Thánh Tôn thưa quý vị. Cái này là trường tiểu học Phương Xài. Ngày xưa là góc này nè. Ngày xưa đây là trường tiểu học, trường Đăng Khoa đó. Ngày xưa là trường Đăng Khoa. Tiểu học hay không thì ba không có rõ, chắc là trường Đăng Khoa. Chắc là học đề nhị cấp. Ở trong này ngày xưa là có ông võ sư mở võ đường. Đó là ông Remy Huỳnh đó. Ở Nha Trang ngày xưa có nhiều cái câu chuyện hay lắm. Khi nào con lớn một chút đi, con tự tìm hiểu những cái bài viết về Nha Trang ngày xưa từ những người dân Nha Trang. Họ viết ra cái hoài niệm của mình, viết ra cái hồi ký của mình đó. Khi mình đọc lại, cảm thấy Nha Trang ngày xưa rất là tuyệt vời. Hồi xưa ngay góc này nè, gọi là Ti Quân Trấn nè con. Ti Quân Trấn hả? Đúng rồi, đây là ngã 6. Bây giờ là đồn cảnh sát giao thông. Ngày xưa đây là Ti Quân Trấn. Còn bên này là đường Lý Tự Trọng hiện nay đúng không? Là đường Bá Đa Lộc. Còn cái góc mà xung quanh đường Lê Thánh Tôn với lại Bá Đa Lộc á, ngày xưa trong đó có một cái ngôi trường là ngôi trường Thánh Tâm. Trường đó chỉ có nữ học thôi. Và hầu hết là những cô gái rất là đẹp. Bây giờ những cái cô đó bây giờ là tuổi bà nội bà ngoại hết rồi đó. Ngày xưa thì ở đây là đường nhà thờ, bây giờ là đường Lê Thành Phương. Thì bên kia là đường Gia Long, bây giờ là đường Thái Nguyên. Và ngay cái góc này nè, ngày xưa là có một cái ngôi trường, trường Vinh Sơn. Nhà thờ núi này biết không? À, nhà thờ núi. Còn một chỗ nữa bà chỉ cho con. Đường Nguyễn Trãi hiện nay, ngày xưa đó là đường Phước Hải. Đường Nguyễn Trãi là đường Phước Hải. Đường Phước Hải ngày xưa. Còn ở đây là đường Núi Một. Đường Núi Một ngày xưa thì trong này cũng có một xảy ra một cái vụ cháy. Còn ở bên hông đây nè, góc đường Lê Thánh Tôn đây, ngày xưa đó là Ti Cảnh Sát. Ngày xưa gọi là Ti, bây giờ gọi là đồn. Bây giờ là đồn công an của thành phố Nha Trang.
Đây là trường mầm non Hương Sen nè, hồi nãy bà kể ngày xưa là trường Thánh Tâm. Dạ kính thưa quý vị, một vòng thành phố Nha Trang vào ban đêm, em cùng với lại con trai đi rong ruổi trên các ngã đường để mà tìm kiếm những người lao động vất vả mưu sinh để tặng quà đến họ. Thay mặt chị Wendy Phạm, chúc bà con mình được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Ngày xưa con, đây là cái chỗ nhà xác của quân y Nguyễn Huệ. Đó, ngày xưa là những người mà đi lính mà bị thương hay là bị chết trận á, là trực thăng nó sẽ đưa về nơi này. Dạ thì nãy giờ là con cùng với ba của con đã rong ruổi khắp các nẻo đường Nha Trang và thay mặt cô Wendy Phạm và cụ bà là mẹ của cô Wendy Phạm, con đã gửi gắm những món quà yêu thương đến những bà con khó khăn ở Nha Trang. Dạ thì hôm nay là con cũng xin được kết thúc video tại đây. Dạ. Kính chúc các quý ông bà cô bác đã có một buổi tối vui vẻ cùng cha con. Dạ, chào tạm biệt trân trọng. Dạ thì cuối cùng là con hồi hướng công đức đến cụ bà là mẹ của cô Wendy Phạm. Dạ, con chúc bà luôn luôn khỏe mạnh. Dạ.